khung giờ giải trí 22 giờ tối thứ bảy đã điểm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Tham gia song đấu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp bốn vị phụ huynh đáng mến cùng với bốn chàng trai nhà họ. Đầu tiên là gia đình mẹ Hồng Lâm, con trai Khải Nguyên, mẹ Diệu Giang, con trai Điềm Đạm. Tiếp theo là gia đình mẹ Nguyễn Thị Lâm, con trai Minh Cường, mẹ Hiền Hoa, con trai Thành Đạt. Gia đình thứ ba là gia đình mẹ Hải Yến, con trai Xuân Bắc, mẹ Hoạt Bát, con trai Đa Tài. Và cuối cùng là gia đình ba Công Luận, con trai Đình Phúc, ba Vui Tính, con Phong Độ. Và thưa quý vị, hãy cùng chào đón nữ chính xinh đẹp của đêm nay, đó chính là Hải Yến. Hải Yến là một cô gái xinh đẹp, tài năng, giỏi giang. Ở tuổi 23, Hải Yến đã là giám đốc công ty bất động sản và là một người mẫu ảnh. Dù tài sắc vẹn toàn nhưng cô nàng lại kém may mắn trong tình yêu. Mối tình lâu nhất đối với Hải Yến là gần 2 năm. Tưởng chừng sẽ có một cái kết thật đẹp trong khoảng thời gian tuổi trẻ, cô nàng bất ngờ phát hiện người yêu qua lại với nhiều cô gái khác. Hải Yến rơi vào trầm cảm và phải mất 6 tháng mới có thể vực dậy. Hải Yến chia sẻ, đối với cô, chuyện tình cảm khiến cô nhạy cảm hơn bất kỳ điều gì. Cô nàng chỉ tin vào bản thân mình và luôn phấn đấu để trở thành người con gái khiến bao chàng trai mơ ước. Đến với chương trình ngày hôm nay, Hải Yến chỉ mong muốn tìm một người tâm đầu ý hợp, biết chiều chuộng, có ý chí và biết quan tâm đến cảm xúc của mình. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô gái xinh đẹp này nhé! Chào đón Hải Yến đến với chương trình. Anh Hiếu nhường lời lại để cho em gửi lời chào đến bốn đại diện của nhà trai đã có mặt tại đây nha. Xin mời em. Con xin chào các đại diện của nhà trai ạ. Yeah. Và thưa các nhà trai thân mến, đây là nữ chính xinh đẹp của đêm nay. Cũng nói với Yến luôn, đây là đại diện bốn nhà trai và bốn cậu con trai đang ngồi trong phòng chờ á và thấy hoàn toàn hoạt động ở đây nha. Cho nên là mình hãy cố gắng và nỗ lực hơn ha. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi rất nồng nhiệt và hân hạnh khi được đón chờ quý vị ngồi trước màn ảnh nhỏ ngay lúc này để đến với chương trình Thông gia song đấu. Thông gia song đấu là một sân chơi tình yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Và Thông gia song đấu là một nơi mà chúng tôi tôn vinh quan điểm của tình yêu đôi lứa khi các chàng trai độc thân cùng đến đây để chinh phục một cô gái độc thân. Và quan trọng hơn nữa là chúng tôi rất vinh hạnh khi đón chào những người làm cha làm mẹ mang tiếng lòng của mình đến đây để cùng lựa chọn và đưa ra những cái cách thức cũng những quan điểm giúp cho con mình tìm được một nửa yêu thương. Và ngày hôm nay hy vọng rằng là chúng tôi sẽ ghép đôi thành công Hải Yến với một trong bốn chàng trai đang ngồi trong phòng chờ. Các chàng trai trong phòng chờ thấy cô gái xinh đẹp không ạ? Yeah. Rồi Yến ơi, giới thiệu về mình nha, để cho các ba mẹ ở đây cũng như các bạn trai được biết về mình nào. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Hải Yến. Hiện tại em đang sinh sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại công việc của em thì em đang là giám đốc của một công ty bất động sản và người mẫu ảnh tự do. Ở tuổi 23 làm giám đốc công ty bất động sản rồi. Dễ thương quá, giỏi gì mà giỏi dữ vậy trời. Rồi, mẫu ảnh tự do nữa hả? Dạ vâng ạ. Không khéo anh tưởng là hoa hậu không á. Cảm ơn anh. Đẹp gì mà đẹp quá trời quá đất. Đẹp gì mà đẹp quá trời quá đất. Vừa đẹp vừa giỏi nữa phải không ạ? Nào, nếu vừa đẹp vừa giỏi như vậy, anh tin chắc rằng là em cũng đã trải qua kha khá những kinh nghiệm tình trường rồi, đúng không? Kể nghe thử coi. Thật ra thì cách đây 1.5 năm về trước, em rất là thương một cái người nghĩa cũ của em á. Thì em rất là thương cái bạn đó, tại vì bạn đó thì bạn rất là giỏi, em rất là ngưỡng mộ bạn. Nhưng mà ngược lại thì kiểu như là cái đó là em tự suy nghĩ là bạn thương em thôi, chứ thật ra là em bạn không có thương em nha. Thì sau khi quen 1.5 năm á, cái em thấy
sao cái người này người ta vô tâm với mình quá, trong khi đó mình cứ ảo tưởng không à. Nên là em tự chia tay, em tự ngỏ lời chia tay. Sau đó là em, tại vì em quá thương mà, xong rồi sau đó em bị trầm cảm mất 3 tháng. Sau 3 tháng nữa là nói chung là tổng cộng là 6 tháng đó, em mới có thể hồi phục. Thế là tối nào thì cũng nằm khóc nức nở. Nói chung là em rất là bận rộn nha, ban ngày đi làm hay gặp bạn bè hay gặp tất cả mọi người, em đều vui vẻ và không ai biết là bên trong mình sẽ tổn thương nhiều như thế nào. Và sau đó tối về thì mình mới xả ra. Đúng rồi anh. Nhưng mà là anh thắc mắc là mình quen đến 1 năm rưỡi, nếu chàng trai này thật sự không thương em mà là một chàng trai vô tâm, mình phải nhận ra sớm hơn chứ. Thật ra là do em cố chấp đó anh. Vẫn thương cho tới một ngày bạn đó nói là có em của bạn đó muốn rủ em đi ăn chung, thì em mới đi ra gặp đi ăn chung. Thì sau đó cái em thấy cái bạn nữ đó đó rất là thân thiết với người yêu của em. Thì khi mà người yêu em đi nói chung là đi ra ngoài á, thì em mới hỏi là ồ vậy chị với anh này á là như thế nào, thì bạn mới nói là ồ chị quen ảnh mà hả. Xong lúc em kiểu, thì do em quá thương, em suy nghĩ hiện nào là thôi mình cứ đối xử tốt đi, mình cứ sống tốt với ảnh đi, biết đâu một ngày ảnh thay đổi thì sao. Và em vẫn quen nha, nhưng mà em thấy càng ngày á kiểu như là cái câu chuyện nó càng đi quá xa. Có khi hả anh nghĩ đi yêu nhau gì mà một tuần mới nhắn được một tin. Đúng không? Nhưng mà sau đó thì tự nhiên em nhận ra là thôi mình nên kết thúc ở đây, và mình không có nên dành thời gian cho những cái người mà không có yêu thương mình. Anh hiểu cảm giác của một cô gái mới 20 tuổi á, 19-20, mình gặp một người đàn ông trưởng thành, ăn nói đâu đó rõ ràng, cái tự nhiên mình tin người ta. Đúng rồi. Đúng không? Chính vì mình tin cho nên người ta có những cái lý do gì mình cũng tin hết á. Đúng rồi anh. Dạ. Để đúng cho rồi, mình ông cảm thấy được rằng là ồ chắc ảnh trưởng thành rồi, ảnh nói thì mình nên tin, mình nên cho ảnh cơ hội, mình nên chờ, kiểu vậy đúng không? Nhưng mà rốt cuộc mình nhận lại chính là sự dối trá. Nhưng mà cũng may là một năm mấy em nhận ra em dừng lại. Dạ yeah, đúng rồi. Chứ nếu đi sâu đậm hơn ra anh là sợ lúc đó là em trưởng thành hơn. Sau mối tình như vậy thì em rút ra được kinh nghiệm gì cho mình chưa? Dạ yeah, anh có nhiều kinh nghiệm lắm anh. Có rất nhiều kinh nghiệm nha. Em thấy sau mối tình đó em yêu thương bản thân em nhiều hơn. Em dành thời gian cho bản thân em nhiều hơn. Và em nghĩ á, trên đời này á, cái người mình yêu thương nhất đó là bản thân mình. Dạ. Dạ. Và em nghĩ là sau này em cũng sẽ có người yêu, nhưng mà em sẽ quen một cái người nào mà người ta yêu em nhiều hơn. Nói chung là em sẽ dành thời gian cho đúng người. Mình đừng có lãng phí thời gian cho những cái người mà không có xứng đáng. Thật ra nói đi cũng phải nói lại, làm sao mình biết đâu là đúng người, đúng không? Khi yêu thì mình chỉ biết là anh này hợp cái kia, hợp cái nọ. Giống như cái mối quan hệ đầu tiên của em vậy đó. Cho nên cái mục tiêu của mình, anh nghĩ rằng em có kinh nghiệm là đúng, yêu bản thân mình hơn, dành thời gian cho bản thân mình hơn. Cũng may cho em là em vượt qua cái thời gian trầm cảm 3 tháng mà em vượt dậy được là hay á. Tại vì cái vấn đề trầm cảm như bạn chia sẻ thưa quý vị, là quý vị hiểu như thế này nè. Có rất nhiều người mình thấy người ta đang hoạt động đi làm rất bình thường, ăn nói vui vẻ với bạn bè rất bình thường. Nhưng tối về nhà là trầm cảm. Và cái trầm cảm này cứ để nó tiếp diễn đi, tiếp diễn lại liên tục như vậy rất là nguy hiểm. Và nó là một cái hệ lụy của xã hội. Và rất mong là những người trẻ chúng ta có những cái suy nghĩ cũng như tư vấn người thân và bạn bè, mở lòng mình ra, đừng giấu giếm trong lòng mình, nó dễ dẫn đến cái khó khăn. May mắn thì vượt qua, nhưng không may mắn thì rất là tiếc, đúng không? Chúc Hải Yến may mắn đã vượt qua điều đó. Và ngày hôm nay xinh đẹp đứng tại đây để mình chuẩn bị đến với tình yêu mới ha. Dạ, cảm ơn anh. Cổ vũ cho Hải Yến. Thưa quý vị, vậy thì Hải Yến sẽ không đến đây một mình, chắc chắn là như vậy. Hãy cùng gặp gỡ hội đồng người thân của Hải Yến. Xin mời. Xin chào đón hội đồng người thân của nhà gái. Xin giới thiệu với nhà gái, bên tay trái của chúng ta là đại diện của 4 nhà trai đến đây để chinh phục con gái của mình ạ. À, ngay bây giờ mời nhà gái cùng giới thiệu ạ. À, xin mời. Kính thưa quý vị khán giả, mình là diễn viên Ô Bích Hằng, mình là mẹ của Hải Yến.
Dạ, chào đón mẹ Hằng đến với chương trình. Dạ. Xin giới thiệu, tôi là Mai Thanh, là bác của Hải Yến. Dạ, chào đón bác Thanh đến với chương trình. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, em chào anh. Em là em họ của chị Yến. Dạ, em tên là Kim Tú ạ. À. Chào đón Tú đến với chương trình. Dạ, hồi nãy nghe mẹ giới thiệu là diễn viên phải không ạ? Hèn chứ thấy mẹ quen quá. Rất là sang, rất là đẹp luôn. Dạ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đến đây thì rõ ràng là con gái của mẹ kể về một câu chuyện tình cũ. Hiếu nghe xong thì cảm thấy được rằng là đúng là tuổi trẻ của chúng ta không lường trước được là mình đặt niềm tin vào một ai đó thì mình chắc chắn sẽ nhận lại được kết quả tốt. Mà rõ ràng sau mỗi cái vấp váp, mỗi cái thất bại trong tình trường thì quan trọng là mình rút ra được những gì, phải không mẹ? Với mẹ thì bây giờ con gái của mẹ đã sẵn sàng có mặt tại đây rồi. Chắc chắn mẹ cũng có những cái tiêu chí nhất định dành cho chàng rể tương lai hay là bạn trai tương lai con gái mình. Vậy thì mẹ có những tiêu chí nào cụ thể ạ? Không biết là Hải Yến thì như thế nào ha? Hải Yến cứ chia sẻ, nhưng mà riêng với ông Minh Hằng thì nam mà lấy con gái đẹp như thế này thì cũng phải có diện mạo coi được. Diện mạo coi được. Diện mạo coi được, dễ coi. Dạ. Cao ráo. Và thứ hai nữa là cũng phải có học vị. Dạ. Học vị. Có học vị. Và cái thứ ba nữa là người tử tế. Ừ. Có công ăn việc làm. Dạ. Rõ ràng là ba cái đó, ngoại hình phải xứng chút xíu, phải có kiến thức nhiều chút xíu, phải có công việc chút xíu và tử tế, phải không mẹ? Nhiều đó là đủ đầy với con gái mẹ, đúng không ạ? Dạ, cảm ơn mẹ chia sẻ như vậy. Dạ, còn bác thì sao ạ? Cháu của bác là một cô gái như thế nào thưa bác? Cô bé này là hơi ngang bướng đấy, khó chiều. Nhưng mà chắc chắn một điều là khi mà một hoàng tử nào mà chiều được bé Hải Yến rồi thì tuyệt vời lắm luôn. Vậy là cháu của bác thích chiều. Đúng rồi. Thích chiều và mong muốn được chiều. Dạ, được, ổn quá. Nói như vậy để biết được rằng là với cái vóc dáng mỹ miều như thế này thì thích chiều cũng không có gì sai. Hả mẹ, hả bác ha. Con Tú. Dạ, em thì cũng giống như là bác gái đây đã nói, là chị Yến của em là rất là khá là bướng đó nha. Bướng hả? Dạ. Dịu dàng như vậy nhưng bướng. Rất là bướng luôn. Bởi vậy là em muốn tìm là cái người anh rể của em là thứ nhất là phải chiều được cái tính của bả trước cái đã. Chiều cái tính của bả. Chiều được cái tính của bả trước cái đã. Tiếp theo đó phải là một người tử tế chút xíu, có một chút xíu gọi là kinh tế để có thể lo được cho chị của em. Dạ. Nghĩa là kinh tế mình phải đặt lên cao dạ, chút xíu đúng không? Rồi. Để cho phù hợp. Vậy thì chúc cho nhà gái sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình để tìm ra chàng trai mà Hải Yến ưng ý nhất. Dạ. Vỗ tay mời nhà gái vào vị trí bắt đầu chương trình thôi thưa quý vị, xin mời. Thưa quý vị, nhà gái đã vào vị trí ngay bây giờ, hãy cùng làm quen với lần lượt từng nhà trai đến đây xem để họ là ai quý vị nha. Dạ, xin mời vị trí số 1 giới thiệu ạ. Xin chào mọi người, tôi là Hồng Lâm, là con trai của tôi là Hoàng Hải Nguyên, hai mẹ con đến từ Thanh Hóa. Dạ, chào đón mẹ Lâm đến với chương trình. Dạ. Làm quen ngay gia đình số 2 quý vị nha, xin mời ạ. Xin chào mọi người, tôi là Phạm Thị Năm. Con trai tôi là Minh Cường, chúng tôi đến từ An Giang ạ. Chào đón mẹ Năm đến với chương trình. An Giang là miền Tây rồi, Hiếu cũng miền Tây nữa. Dạ, chào đón mẹ. Chúng ta làm quen ở vị trí gia đình số 3, xin mời. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hải Yến, là mẹ của Xuân Bắc. Chúng tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào mẹ Yến đến với chương trình. Dạ. Thưa quý vị, ba bà xui tương lai của nhà gái đầy lộng lẫy đến cùng con trai của mình. Và chúng ta có một ông xui đẹp trai. Mời vị trí số 4 giới thiệu ạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả. Mình tên là Đinh Công Luận, con của mình là Đình Phúc, đến từ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón ba Luận đến với chương trình. Thưa quý vị, như vậy là nhà trai và nhà gái đã giới thiệu với nhau, bước đầu đã tìm hiểu nhau xong. Giờ đây chúng ta cùng đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình Thông Gia Song Đấu ngày hôm nay mang tên Con Tôi Là Số 1. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án
và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Thưa quý vị, với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Con Tôi Là Số 1 là một vòng thi hết sức hấp dẫn. Ở vòng này, chúng ta sẽ thấy được là những người làm cha làm mẹ yêu thương con mình như thế nào. Đó cũng chính là giá trị mà chúng tôi luôn luôn trân trọng tại sân chơi tham gia song đấu này. Giờ đây ở vòng đầu tiên này, những người làm cha làm mẹ của nhà trai sẽ có một cái hành động dễ thương để giới thiệu về con trai của mình. Đó có thể là diễn tả về vóc dáng, về tính cách, về nghề nghiệp, vân vân. Sau khi có hành động dễ thương để chúng ta cùng đoán xong thì các nhà trai sẽ có thời gian tương tự nhau để giới thiệu cho nhà gái những thông tin về con của nhà trai. Cho nên hy vọng các nhà trai lựa chọn những thông tin hấp dẫn để giới thiệu cho nhà gái nha. Chúc cho các nhà trai hoàn thành thật tốt vòng đầu tiên này. Vỗ tay cổ vũ đi nào. Ngay bây giờ để xem mẹ Lâm lựa chọn hành động dễ thương gì để giới thiệu về con trai của mẹ. Mẹ Lâm sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Mời mẹ bắt đầu. Cảm ơn mẹ. Mình đoán được chưa? Rồi, bên nội trước nha. Rồi, hai bên nội ngoại cùng cho đáp án bên nội trước. 1, 2, 3. Quản gia. Non hả? Non quá hả? Bên ngoại đang chê bên nội non quá. Hãy nghe bên ngoài. 1, 2, 3. Đúng là bên ngoài cao siêu quá. À, các bạn diễn giải là lúc đầu là canh đúng không? Canh, canh, canh. Đi dồm, 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 dồm. Ăn trộm xong mới chạy. Bị dí, bị dí. À, nếu mà ăn trộm công an bắt lâu rồi. Giờ không có lên tới chương trình này. Vậy nhà gái mình đoán như thế nào với hành động vừa rồi ạ? Theo như... Ô Minh Hà nghĩ thì chắc là làm quản gia. Chắc là làm quản gia. Có thể. Dạ, có thể. Còn hành động chạy là sao hả mẹ? Hành động chạy thì chắc làm việc nhiều cho nên chạy. Phải nhanh nhẹn. Làm việc nhiều chạy cho nên chạy. Chạy tới chạy lui gì đó. Dạ, hai thành viên còn lại ạ. Bác nghĩ là đây con trai của mẹ chắc là làm thầy giáo dạy thể dục. Thầy giáo? Dạy thể dục. À, dạy môn thầy giáo thể dục. Còn em? Em thì em cũng nghĩ giống như là bác đây là làm thầy giáo dạy thể dục, là kiểu như canh mấy bạn học sinh nào mà lười nè rồi chạy bền. Dạ, có thể ha. Dạ. Còn em? Em đoán gì? Em nghĩ là bác miêu tả về tính con trai bác là rất là chiều bạn gái. Hay lấy đồ với bạn gái rồi đi kiếm. Ý là hay được bạn gái sai. À, bạn gái sai vặt cho nên chạy lăng xăng kiếm đồ cho bạn gái. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy, thưa quý vị, cả khán phòng đã có những cái dự đoán nhất định để xem là có ai đoán trúng hay không. Dạ, mẹ ơi, không biết là hành động vừa rồi của mẹ giới thiệu thì có ai đoán trúng hay không và vì sao con mẹ là số 1? Mời mẹ bắt đầu. Dạ, có bác ạ. À, dạ, bác đoán đúng là con trai của mẹ làm giáo viên. Còn em gái thì đoán đúng là con trai của mẹ làm thể dục thể thao á. Con trai mẹ có cái tầm vóc cao 1m9 lận, thành ra ngoài cái việc đi làm giáo viên dạy toán ở trường rồi là về thì là những thời gian rảnh thì là đi tập thể dục thể thao, với sức khỏe và những trí tuệ đó thì mẹ rất là tin tưởng con trai của mẹ là số 1. Dạ, cảm ơn mẹ Long, dễ thương quá, có công việc ổn định rồi. Nhà gái thấy sao về thông tin này ạ? Về cái thông tin đó thì nói chung là rất là ổn định. Một cái người có công ăn việc làm và yêu thích về một cái môn thể thao. Thì về cái dốc dáng thì chiều cao thì thấy là rất là ok. Theo bác thì ông bà mình có câu sức khỏe là vàng. Thì tiêu chuẩn đầu tiên bạn nam này đã đạt được là sức khỏe. Thì có một câu châm ngôn là có sức khỏe là có tất cả. Đúng. Bác hơi nghiêng nghiêng về chàng trai này rồi đấy. Dạ. Tú thế sao em? Về em thì em nghĩ khác về hai cô với lại bác ở đây. Tại vì làm giáo viên á, thì theo như em biết bây giờ thì mức thu nhập nó cũng không có được cao với lại ổn định cho lắm. Dạ, sao hả mẹ? Cái công việc giáo viên là cái công việc
mình dạy theo tiết, theo ca thì cũng có thời gian rảnh rất nhiều. Thì trong cái thời gian là gọi là nói là chưa có người yêu đó, thì là những cái thời gian rảnh đó thì con trai mẹ gọi là đi thể dục thể thao để trau dồi cho sức khỏe, để mai mốt là có sức khỏe, thì có sức khỏe là sẽ có tất cả. Đó thì thứ nhất là có một gia đình để bảo vệ cho được cái gia đình trọn vẹn của mình, vì mình có sức khỏe mà. Yeah. Rồi sau những có cái sức khỏe đó thì mình sẽ làm được rất là nhiều việc khác, giống như về kinh tế. Nói chung là cái nghề giáo viên á là một cái nghề có thể nói là phải nói là nhiều người rất là kính trọng. Nếu mà lấy chồng giáo viên về sau này có thể làm một cái tấm gương cho con cái sau này và biết giáo dục con cái đều rất là tốt. Nhưng mà thường á, những cái người mà dạy các cái môn về khoa học đó thì rất là cứng nhắc, rất là khô khan và ít tình cảm lắm. Hồi nãy như là chị nói đó, thì con trai của mình á rất là biết quan tâm tới người khác. Vậy thì con trai chị đã có người yêu chưa? Và nếu như vậy thì tại sao bây giờ nó vẫn còn cô đơn vậy chị? Và thưa với chị là từ vì con trai em là năm nay mới 24 tuổi thôi, từ vì cháu nó mới ra trường được có 2 năm thì trước tiên là nó phải ổn định cái công việc của nó, ví dụ như vào được một cái trường công để mà dạy cho công việc ổn định đó. Xong thì ngoài những giờ đó thì cũng chưa đi tìm hiểu ai hết, thành ra để dành cái thời gian đó để rèn luyện sức khỏe. Rõ ràng thưa quý vị phải nhận thấy ngay một điều tích cực ở đây, đó chính là nhà gái đâu đó cũng mong muốn có một cái ngoại hình của chàng trai tương lai tương xứng. Bạn cao tới 1m9, phải không ạ? Thì mình đang thấy là rất là phù hợp với em về ngoại hình, đúng không? Mình thấy 1m9 là mình cứ để mình cộng điểm cộng nó trước đi mẹ ha. Thưa quý vị, nhà trai đầu tiên con trai mẹ Lâm đã được giới thiệu xong. Để xem đến mẹ Năm thì mẹ sẽ chọn hành động dễ thương gì giới thiệu về con của mình. Mẹ Năm sẵn sàng chưa? Cổ vũ cho mẹ Năm ạ. Bên nội trước 1, 2, 3. Bên ngoại 2, 3. Mình hướng đến cái đó nhiều phải không? Tại thấy gì bấm rồi cắt rồi tùm lum tùm la hết trơn hết trọi á. Chắc là có cái gì đó phải may vá ở đây. Dạ. Nhà gái đoán sao ạ? Chào chị. Theo cái diễn tả của chị đó, tôi thấy rằng là chắc con trai chị á làm cái ngành gì mà liên quan tới cắt tỉa đó. Cắt tỉa. Có thể là cái người chuyên đi trồng cây, cây xanh á. Yeah. Hoặc là cây kiển gì đó. Hoặc là có thể là kỹ sư về sư trồng trọt. Kỹ sư nông nghiệp á. Kỹ sư nông nghiệp đó. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Đó là quan điểm của mẹ. Còn bác thì sao ạ? Bác là không nghĩ như vậy. Chắc là bác nghĩ là con trai của mẹ chắc là làm cái nghề gì nhỉ? Cái nghề... Nghệ nhân trồng cây cảnh. Nghệ nhân bonsai rồi ha. Dạ đúng rồi. Đấy, coi chừng giống à. Tú thì sao em? Em nghĩ là anh đây là làm về cắt tóc. À hả? Dạ. Cắt tóc với em bấm thấy... tóc đúng không? Dạ đúng rồi, em thấy có bấm, dạ, với lại cái động tác mình xịt xịt gì nè là cho tóc ướt để cắt cho nó dễ. À, là coi chừng không phải bấm là xịt phải không? Dạ. Là coi chừng tạo màu tóc. Dạ đúng rồi, tạo màu tóc. Em đoán sao? Còn theo em đoán thì em cũng giống như Tú. Tạo màu tóc. Có khi bạn là tạo màu tóc. Yeah, em thích một chàng trai biết tạo kiểu tóc và làm tóc không? Dạ thích chứ ạ. Tại đúng vì không? Em cũng hay tạo kiểu tóc mà. Đang những yêu chiều em, chăm sóc em mà còn tạo kiểu tóc cho em nữa. Vì... Dạ. Mẹ Năm thân mến, nãy giờ trường quay có ai đoán trúng hay không ạ? Và vì sao con mẹ là số 1? Mời mẹ. Dạ. Cảm ơn nhà gái là mẹ của Hải Yến là đoán đúng đấy. Cảm ơn cái này bác đoán đúng. Bên họ nhà gái là đoán đúng. Bởi vì con trai... mẹ là một nhà kinh doanh cây mai. Oh. Cây mai Tết ấy. Hèn chi. Ngoài ra con trai còn làm kinh doanh thêm thực phẩm chức năng làm đẹp cho phụ nữ. Dạ. Yeah. Thế là con trai của mẹ Năm là rất là tỉ mỉ, là cẩn thận, gọn gàng. Thế là cho nên là con trai của mẹ là số 1. Yeah.
Mẹ ơi, mẹ em nhiêu tuổi rồi mẹ ha? Rồi con trai mẹ là 30 tuổi. 30 à. Con trai của mẹ là cao 1m8. Rất là cao giáo, cũng là một người mẫu luôn. Cảm ơn thông tin mà mẹ vừa chia sẻ. Nhà gái thấy thế nào ạ? Vì cho em hỏi thăm là cháu có uống rượu hay là hút thuốc gì không? Có cái sở thích gì khác không? Như thế nào? Thích đi du lịch hay là thích cái gì nữa không? Ngoài những cái công việc hàng ngày của mình á. Cháu thì rất là chịu khó đó. Đặc biệt là nấu ăn rất là ngon nhá. Hay quá. Giỏi hả? Rồi cháu không hút thuốc, không hút thuốc, không uống rượu. Dạ. Thế là ba mấy năm nay là cứ tập trung vào học và kinh doanh. Hay quá. Bác thấy sao bác? Với bác thì cái tuổi 30 là khá là chín chắn đó. Và con trai của chị đã độc lập, kiếm được tiền. Và với thị trường, cơ chế thị trường bây giờ mà nó kinh nghề kinh doanh về cây cảnh á, thì cũng khá là đáp ứng nhu cầu của mọi người mong muốn bây giờ. Dạ. Nhưng mà con trai chị có đủ nghị lực để chiều cháu của tôi không? Bé là thích được chiều, nhõng nhẽo và bướng bỉnh. Theo như tôi nghĩ là cháu sẽ chiều được, bởi vì cháu sống rất tình cảm. Bác ơi, có một cái này nên phải phân tích, là tại vì em mà làm mai á thì cái người mà trồng mai cũng phải chiều cây mai dữ lắm. Nắng mưa gió thời tiết phải canh, phải cưng, phải nựng, phải chiều, phải chăm, phải bón. Mà cái người đã dành thời gian để chăm sóc cho cây cảnh như thế thì không lẽ người ta không chiều được một cô gái xinh đẹp sao? Còn Tú thấy sao em ơi? Cho con hỏi là con trai của bác là đang kinh doanh ở An Giang đúng không ạ? Chị của con đây thì hiện tại thì đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết là về cái khoảng cách địa lý như vậy thì con trai của bác có thể đáp ứng được cái không? Tại vì hai người đang ở hai cái nơi xa nhau. Thế này con ạ, gia đình bác và con trai bác là kinh doanh cây cảnh bán Tết, Tết thôi. Còn chăm sóc thì đã có bác thêm và mấy em. Còn chính nữa ở trên này là cũng có một cơ sở để kinh doanh mỹ phẩm. Thì con cứ yên tâm, con trai bác sẽ lo được cho chị của cháu. Giờ vỗ tay thôi chứ nói gì nữa. Sao, ổn không? Mét 8 ổn chưa? Dạ, yeah. Có vẻ ổn đó anh. Không biết nữa sao mà hai gia đình chưa dĩ cho thấy chiều cao là thấy tương xứng à ha. Yeah. Mét 9, mét 8 đều là có sắc phóc hết trơn hết trọi á. Đúng rồi ạ. Thưa quý vị, hai gia đình nhà trai đã giới thiệu xong rồi và rất nhiều điểm cộng đã được gửi đến cho gia đình nhà gái. Vậy thì gia đình nhà trai tiếp theo để xem mẹ Hải Yến sẽ chọn hành động dễ thương gì để giới thiệu về con của mình. Mẹ Yến sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Một tràng pháo tay cổ vũ cho mẹ Yến. À ha. Rồi, mời đón nào. Mời bên nội trước 2 3. Nhau nhau. Mời bên ngoại 2 3. Massage. Ừ. Một bên là nông dân, một bên là massage. Dạ, con nhà gái mình đoán làm sao ạ? Dạ chào chị. Em thì em nghĩ chàng trai này á có nghĩa là một người chuyên gia về vật lý trị liệu. Cũng có thể. Còn bác thì sao? Bác cũng có cái suy nghĩ như mẹ đó. Tại vì với cái những cái tiêu chí mẹ đưa ra đó, thì chắc chắn đây là một đông y. Bạn này là làm nghề đông y. Đông y, vật lý trị liệu quá ha. Vật lý trị liệu. Dạ, con Tú. Em cũng nghĩ giống vậy luôn, là một chuyên viên về massage rồi bẻ mấy cái khớp mình lại cho nó đúng vị trí rồi đó. Em thì em đoán sao? Dạ. Em thì em cũng nghĩ như là mẹ với bác với Tú vậy đó anh. Em cũng nghĩ anh này chắc là chuyên viên massage, ẩn huyệt, đấm bóp. Ôi, tự nhiên mà quen một chàng trai mà biết massage, ẩn huyệt đồ ha. Đi diễn về đứng trên giày cao gót là phải ưỡn ngực, ưỡn lưng đồ nhiều đó. Là tự nhiên chắc có người massage cho mình rồi. Phê, ta nói phê. Đúng không? Đúng rồi anh. Dạ, thú vị quá. Chào mẹ Yến thân mến, nãy giờ có ai đoán trúng hay không ạ? Và với mẹ vì sao con mẹ là số 1, mời mẹ bắt đầu.
Dạ, cũng như Hải Yến đoán là con trai mẹ là vậy. Chúc mừng cho bên ngoại nha. Là massage hả mẹ? Con trai mẹ đang quản lý một tiệm spa ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Yeah. Và cũng là diễn viên, người mẫu. Dạ. Và con trai mẹ cũng đã tốt nghiệp nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Và con trai mẹ cũng là vận động viên bóng rổ của thành phố. Đã đạt được nhiều huy chương vàng của thành phố. Giỏi quá. Con trai mẹ rất đa tài, rất tình cảm, biết quan tâm tới bản thân. Con trai mẹ là số 1. Hay quá, quá giỏi luôn. Con mẹ năm nay nhiêu tuổi rồi? Con trai mẹ 20 tuổi. Ồ. Oh. Wow. 20 tuổi. Quan trọng là cái độ tuổi mình nghe xong thì mình hơi hụt hẫng chút xíu. Hơi cấn cấn nhẹ. Hơi cấn cấn nhẹ. Nhưng mà mình cái này gỡ cấn lại nè. Em vừa là diễn viên, vừa là người mẫu, lại vừa là vận động viên bóng rổ, chứng tỏ rằng các ngoại hình phải nổi bật nha. 20 tuổi mà làm lên đến chức quản lý một cái spa rồi thì không đơn giản đâu. Vậy là phải giỏi và phải trưởng thành trước tuổi nhiều lắm. Nhà gái thấy sao với thông tin này thưa nhà gái? Cho tôi hỏi á, con trai chị mới 20 tuổi mà điều thứ nhất là cũng mừng cho chị là với cháu đã rất là trưởng thành. Thì mới 20 tuổi mà bé đã gồng quá nhiều công việc. Với tôi thấy là quá nhiều công việc. Thì tôi là có một cái cảm giác là bé sẽ nhiều việc quá, sẽ quên cháu tôi. Không có thời gian à. Đấy là suy nghĩ của chị thôi. Còn nói thiệt ra Xuân Bắc nhà tôi học rất giỏi và rất ngoan. Từ lớp 1 cho đến 12 cháu học rất giỏi, chuyên là học sinh xuất sắc của trường. Wow. Và cháu cũng tự lập, nghĩa là cháu có trách nhiệm lắm. Đi học về là cháu tự học, tự lo cho cháu, không bao giờ bố mẹ phải nhắc nhở. Cháu đã có trách nhiệm ngay từ nhỏ, nghĩa là cháu tự sắp xếp cái công việc thời gian của cháu. Thế cháu cũng có vẻ nhàn rỗi lắm, chứ không có phải bảo là vất vả bận rộn gì đâu. Chị cho em hỏi, cháu đi làm như vậy thì cháu có hay gọi điện thoại về hỏi thăm chị không? Cháu gần với chị nhiều nhất hay gần với ba nhiều nhất? Cháu có phụ giúp cha mẹ gì không? Có quan tâm tới cha mẹ gì nhiều không chị? Có lo lắng gì được cho chị không? Cháu rất là tình cảm, tuy nhiều việc như thế nhưng cháu vẫn dành thời gian cho gia đình. Dạ con chào bác. Nghe con trai của bác là ở mới có 20 tuổi thôi, cái độ tuổi còn rất là trẻ luôn mà lại có nhiều cái thành công trong cuộc sống như vậy. Nhưng mà nãy con có nghe bác nói là anh học nhạc viện đúng không ạ? Học về nhạc viện thì đáng lẽ ra khi mà mình tốt nghiệp, mình ra trường thì mình phải làm về ca sĩ hay là mình làm về những cái vấn đề liên quan tới âm nhạc đúng không ạ? Mà con nghe bác nói là anh đây đang làm quản lý của một tiệm spa. Dạ, thì không biết rằng là cái công việc chính của anh hiện tại đang là làm cái gì vậy bác? Còn bác á, đứa trẻ lớn lên mà nó rất là nhiều ước mơ, làm việc này làm việc kia, nhưng cuối cùng con trai bác học đủ mọi việc rồi, cuối cùng vẫn là cái công việc ưa thích nhất là tiệm spa. Thưa quý vị, nhà trai thứ ba, con trai của mẹ Yến đã mang lại nhiều sự suy nghĩ ở phía gia đình nhà gái. Còn một nhà trai nữa vẫn chưa giới thiệu. Để xem ba Luận sẽ chọn hành động dễ thương gì để giới thiệu về con của mình. Ba Luận sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ mời ba bắt đầu, cổ vũ cho ba nào. À. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn ba. Quá dễ đoán đúng không? Quá dễ đoán. Bên nội 1 2 3. Bầu sô. Giống bầu sô hả ta? Không thấy giống chút nào hết trời. Đây, bên nhà ngoại 1 2 3. Ca sĩ. À. Bầu sô, ca sĩ là dự đoán của khán giả. Còn nhà gái đoán sao ạ? Mời ạ. Dạ, em chào anh. Thấy anh diễn tả thì em nghĩ con trai anh là làm ca sĩ. Hoặc có liên quan gì những cái nghề trên sân khấu đó. Dạ, có thể hả mẹ ha. Đúng rồi. Con bác ạ, bác lắc đầu là vì sao ạ? Có lẽ là con trai anh làm MC chương trình. Cũng có thể. Cũng có thể. Dạ, còn có thể. Còn Tú thì sao em? Em thì em nghĩ là làm ca sĩ. Làm ca sĩ đúng không?
ca sĩ hoặc là MC, tại có cầm micro nè. Dạ đúng rồi. Kiểu gì cũng dính à. Ca sĩ hoặc MC. Hồi nãy thấy ba giống như làm trái tim hơn. Trái tim phải không ba? Hay làm thiện nguyện gì đó. Ờ, coi chừng có một trái tim chân thành á. Đúng rồi, giống như là bây giờ làm cái gì liên quan sân khấu mà rất là yêu thích công việc thiện nguyện. Dạ, rất có thể. Cũng hay đi làm thiện nguyện. Đúng, đúng, đúng. Em thấy sao? Dạ, em thấy anh này chắc chắn là ca sĩ rồi đó. Tại vì thấy cầm micro hát vậy nè. Ba ơi, nãy giờ mọi người đoán có ai đoán trúng không? Và vì sao con ba là số 1 ạ? Mời ba bắt đầu ạ. Bác thấy là mọi người đoán trúng rồi đó. Dạ. Tại vì con trai của bác á, nó cũng đẹp trai như bác. Cũng đẹp trai như bác. Ừ. Nó là ca sĩ tự do, nhưng mà cháu có cái khiếu nghệ thuật thứ bảy. À, cháu được vô cái top 5 là cái gương mặt điện ảnh đó nha. Ngoài cái công việc mà ca hát ra thì cháu còn có một cái cửa hàng kinh doanh. Do quê ở Nha Trang cho nên ở thành phố là con của bác nó mở một cái nhà hàng nem nướng ở trên Tân Bình. Dạ. Là làm chủ luôn hả ba hả? Làm chủ luôn. Quá ngon rồi. Và hiện tại là thu nhập của nó là doanh thu khá à. Khoảng gần 200 triệu mỗi tháng đây. Nó ngoài cái ca sĩ tự do thì vừa rồi là cái báo Tuổi Trẻ là bình chọn cho nó được là cái giọng ca nhân ái. Con trai của bác là số 1. Hay quá. Dạ, em nhiêu tuổi rồi ba? Hiện tại là em nó 30 tuổi rồi. À 30 tuổi. Công việc ổn định quá nè gái ơi. Rõ ràng cái doanh thu một tháng mà tới 200 triệu trừ chi phí này nọ cũng lời bổn ạ. Có cửa hàng kinh doanh làm chủ rồi. Đi ca, đi hát mà quan trọng là nghe ba chia sẻ em đi hát thiện nguyện như vậy. Đi hát thiện nguyện mà được vinh danh là nghệ sĩ vì cộng đồng chứng tỏ rằng là em, cái tấm lòng của em rất là tốt mẹ ha. Cái thứ nhất là bác cảm giác là bạn này đã có một cái kinh tế là khá là ổn. Có kinh doanh là có làm giàu. Điều thứ hai là bạn đã với xã hội, bạn là một trái tim nhân ái. Rồi bạn ca sĩ cũng có. Nói chung là theo bác nghĩ thì người con trai này rất là tuyệt vời. Dạ chúc mừng ba và chúc mừng bốn nhà trai ạ. Thưa quý vị, nhà trai đã chia sẻ xong về con trai của mình là quá nhiều thông tin để nhà gái cân đo đong đếm rồi. Nhưng quan trọng là nhà gái phải dừng cuộc chơi với một nhà trai nào mà họ thấy không phù hợp. Vậy thì ai phải ra về? Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Để xem nhà gái sẽ đưa ra quyết định khó khăn ở đầu chương trình như thế nào. Mời mẹ nhà gái hãy cho chương trình được biết đâu là chàng trai mẹ dừng cuộc chơi ngay từ vòng đầu tiên này. Xin mời mẹ Hằng. Gia đình mà chúng tôi quyết định để dừng cuộc chơi đó là gia đình của mẹ Yến, của mẹ Yến. Dạ mẹ Hằng ơi, vì sao vậy ạ? Thật ra thì cái quyết định dừng cuộc chơi ở đây không phải là chơi bai. Dạ, mà ở đây là cái tiêu chí là phải phù hợp, sao mà chọn cái người tương đối phù hợp với con gái của gia đình đàn gái. Dạ, cho nên rằng á là thấy là cái tuổi, thứ nhất là cái tuổi còn quá trẻ, còn quá nhỏ so với lại Hải Yến. Dạ, cái thứ hai nữa là thật ra hồi nãy nghe chị nói
cháu thật là một cái người rất là có tài và cũng rất là năng động, thử rất là nhiều việc. Nhưng mà ở đây chúng tôi lo rằng cháu quá còn trẻ, chính vì vậy cho nên cháu chưa có một cái định hướng rõ ràng cho cái công việc và tương lai của mình. Dạ mẹ Yến, mẹ thấy như thế nào với quyết định dừng cuộc chơi này ạ? Tôi thấy chị ra ý kiến thế vô lý quá. Con tôi tuổi trẻ tài cao, mới có 20 tuổi thôi, nhưng cơ mà nó rất là tài giỏi. Rất là tài giỏi. Mà chị đã nhìn thấy dáng vóc của con trai tôi đâu? Cao 1m8, nặng 75kg, rất đẹp trai và rất là năng động. Không có gì cả mà chị lại lăn tăn về tuổi tác. Mà hơn nữa xã hội bây giờ, trai hơn gái hay là gái hơn trai tuổi không là vấn đề gì hết. Nhưng mà ở đây em xin thưa với chị rằng, với góc độ của em là cháu, suy nghĩ của cháu và cái công việc của cháu làm cho em sợ rằng hai bên không phù hợp. Dạ, cho nên là em xin phép chị là em xin dừng với gia đình của chị. Tôi khẳng định con trai tôi là vàng 10. Nếu như con trai tôi ra đây mà nó khác với lại suy nghĩ của chị, nó chính trạc, đứng đắn, trưởng thành, thì chị phải thay đổi lại cái suy nghĩ của chị. Chị ơi, cái đó là suy nghĩ của chị về con chị. Còn suy nghĩ của em, của tất cả mọi người là khác, là cảm nhận khác. Cho nên rằng em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị ơi, gia đình chúng tôi, bố mẹ cháu là giáo viên về hưu. Gia đình chúng tôi rất là lề lếp và gia giáo. Hiện tại giờ chúng tôi còn kinh doanh, có một kho nhập trái cây nữa. Ổn định, rất là ổn định tại thành phố này. Đó, rất là phù hợp với công việc của cháu sống tại thành phố. Hơn nữa cháu Hải Yến, tôi cũng là Hải Yến nè. Biết đâu hai tên này nó hợp với nhau thì chị cứ để cho con trai tôi. Bây giờ là chị là kén rẻ nhưng mà ý kiến của Hải Yến mới là quan trọng. Biết đâu Hải Yến này chịu con trai tôi. Dạ thì bây giờ ý của em và gia đình em là như vậy đó chị. Còn cái chuyện mà sau này có thể là sau chương trình này chị có thể liên lạc với Hải Yến hay con trai diện là Hải Yến thì nói chuyện với nhau như thế nào thì cái chuyện đó là do Hải Yến với lại con trai chị đi. Nhưng mà ở đây theo cái cảm nhận của em hồi nãy giờ thì em thấy nó không phù hợp, cho nên là em đề nghị chia tay với gia đình chị ở đây. Chia tay với gia đình chị ở đây. Thật ra là mẹ Yến cũng thông cảm, thưa mẹ Yến. Tại vì rõ ràng là mẹ Hằng nói rất rõ là cái quan điểm của gia đình mẹ Hằng là thấy không hợp thôi, chứ không có chê con mẹ. Nhưng mà rõ ràng chắc là mẹ Yến phải dựa vào điều gì đó từ con trai của mẹ Yến rồi mẹ Yến mới tự tin như vậy. Vậy thì hãy gặp gỡ ngay con trai của mẹ Yến ngay tại đây để xem có mang lại bất ngờ cho chúng ta hay không. Cùng chào đón con trai của mẹ Hải Yến, xin mời. Bằng 10 đó, cứ để cho hai cháu đứng với nhau đi xem là có đẹp đôi không nào. Bên thử cái nè. Xứng đôi vừa lứa qua. Qua đứng kế bên Yến đi, đó cho nhà gái thấy. Đó, trời ơi. Rồi về đây. Cho đứng chút gì không cho thèm chơi. Trời ơi. Rồi, bây giờ này, nãy giờ mẹ bảo vệ em hết mình, anh tin rằng là có lý do với cái diện mạo, cái sắc vóc này thì cũng khá là hợp với Hải Yến á. Nhưng mà về mẹ Hằng thì mẹ lo lắng là cái độ tuổi trên lệch. Chứ thứ hai nữa là em do là giỏi nhiều nghề quá, cho nên là chưa thấy cái định hướng rõ ràng. Thì mẹ Hằng sợ là sợ như vậy. Vậy thì em giới thiệu lại mình đi một lần nữa, cũng như là hãy nói cho mẹ Hằng biết là những gì mẹ Hằng suy nghĩ có đúng hay không. Dạ, xin chào ban giám khảo và mọi người có mặt tại chương trình ở đây ạ. Em tên là Trịnh Xuân Bắc. Em năm nay 20 tuổi. Thì như mẹ nói là hồi nhỏ em có rất là thích âm nhạc, nên là có được theo đuổi được âm nhạc. Nói chung mình rất thích, nhưng mà ông bà ra cũng nói là không, mình không hẳn là mình chọn nghề, mà thực ra là nghề nó chọn mình. Thì với cái cơ duyên nào đấy thì em lại có duyên với trị liệu dưỡng sinh hơn. Trị liệu dưỡng sinh. Thực ra thì có một đợt là mẹ em bị đau vai gáy, nhưng mà trong vòng 2 năm đấy là dùng đủ loại thuốc luôn, nhưng mà không có thuốc nào mà thuốc Tây, em đang nói về thuốc Tây, không có thuốc nào là trị được cái vai gáy của mẹ. Thì em mới tìm hiểu được cái đông y. Cái đông y là nó có rất là nhiều huyệt và rất là tốt để cho mẹ được khỏe. Nhưng mà do là mẹ Hằng lo là em giỏi nhiều việc quá rồi, tưởng là em chưa có định hướng tương lai. Vậy định hướng tương lai của em là gì?
Định hướng của em bây giờ là quản lý spa và sau này mình có thể mở riêng cho bản thân mình một cái spa cho bản thân mình. Ủa tại sao con lại muốn tới đây để gặp Hải Yến? Dạ, con thấy Hải Yến xinh ạ. Và cười rất là xinh. À, vậy thôi à? Còn mà tới tình cảm như nào thì mình cũng phải có một cái thời gian để mới biết được là người ta có hợp với mình hay không. Không phải ai mới gặp nhau là thích nhau. Thì đúng rồi, ở đây là cô không nói là tình cảm, mà cô chỉ nói rằng là trước khi con đến đây chắc chắn con phải tìm hiểu. Con phải tìm hiểu xuất thân, nghề nghiệp và tính tình của đối tượng mình có phù hợp với mình và mong muốn của mình hay không mình mới tới. Chứ còn nếu mà nhìn mà xinh thôi mà con đến đây với cái điều kiện đó thì cô càng không yên tâm. Ôi sao chị lại cứ cắt lời con gái chị vậy? Con gái chị chưa nói một câu gì cả mà sao chị biết là nó không hợp nhau? Chị ơi, con gái em chưa phát biểu. Con gái em chưa phát biểu câu nào mà chị thôi, để em cắt lời. Thôi chị để cho con gái chị nói đi, sao chị nói chị nhiều ơi quá? Nãy giờ cái thái độ của chị như vậy, chị nói chuyện như vậy á là em thấy á là em rất là sợ khi gửi cái cô gái về ở làm dâu với chị đấy. Hải Yến ơi, mẹ em cũng đã hết lời rồi, nhưng mà rõ ràng là nhà trai cũng cần cái thông tin từ em. Dạ, giống như hồi nãy bác có chia sẻ thì là con thấy bạn còn trẻ nhưng mà bạn rất là siêng nha. Và bạn làm cũng nhiều công việc cùng một lúc nên là con thấy bạn này cũng giỏi. Nhưng mà con xin phép từ chối tại vì cái tuổi của bạn nhỏ hơn con thì con nghĩ là không có phù hợp với con cho lắm. Với lại hồi nãy thật sự thì con thấy bác nói chuyện hơi dữ nên là con hơi lo một chút xíu nên là con xin phép từ chối ạ. Khen cho đã rồi con lại từ chối là làm sao? Cô giữ đâu mà cô giữ? Con thấy nè, con trai cô là bằng 10, có sao thì nói vậy. Hình như là cô đứng gần con cô mới thấy nè, con làm thẩm mỹ từ đầu cho đến chân luôn á. Trời ơi, từ mũi đến cằm, đôi mắt, mặt, con gọt hết. Chẳng có cái gì mà thật cả. Còn đây con trai cô là thật từ đầu cho đến chân hết. Thời buổi bây giờ, người ta rất là văn minh và rất là hiện đại. Người ta có quyền chỉnh sửa khiếm khuyết trên mặt của người ta để người ta đẹp hơn, miễn sao nó an toàn, nó hiệu quả mà nó rất là tự nhiên. Vài ba năm nữa là nó xuống cấp, là không còn được như thế đâu chị ơi. Dạ em cảm ơn chị, để cái đó tính sau đi chị. Còn bây giờ em xin dừng cuộc chơi với gia đình chị ạ. Bởi vì chị nói ra như vậy thì không thể nào là mình là thông gia mà không thể nào hai đứa nó lấy nhau được. Đến nữa rồi. Đến giờ phút này tôi cũng không có cần vàng 10, tôi không cần rác vàng. Con tôi vẫn đi tìm một cái thật chứ không phải tìm cái giả. Với lại lúc đầu mà tôi thấy cháu thẩm mỹ nhiều như vậy thì không bao giờ chúng tôi chọn tới đây hết. Cháu làm thẩm mỹ là cái bề ngoài của cháu, nhưng cái đạo đức, cái trái tim của cháu nó cái vẫn nhân hậu biết. Chị, cái đó tôi chưa biết, tôi chỉ biết là thiệt là hàng giả rồi. Dạ thì em xin cảm ơn chị là đã đến đây tham gia chương trình này và chúc chị có một đứa con rất là tuyệt vời. Một đứa con và chị ơi, chúng tôi cũng rất may mắn là đã biết được cái cách sống của chị đối với đối nhân xử thế, nên là chúng tôi vẫn quyết định dừng cuộc chơi ở đây với gia đình chị. Thôi đi về con, nói nhiều mất thời gian. Rất tiếc là một gia đình đã có những cái phản ứng như thế, nhưng mà rõ ràng là chúng tôi cũng tôn trọng và cũng rất là cảm ơn gia đình của nhà gái đã đưa ra những quan điểm rõ ràng. Thật ra cái vấn đề thẩm mỹ, thưa quý vị, theo góc nhìn của Hiếu thì thời này thì vấn đề thẩm mỹ nó không còn là gì quá to tát nữa. Và việc mà một người làm cho người ta đẹp hơn mỗi ngày, đó là quyền lựa chọn cá nhân của mỗi người và chúng tôi tôn trọng thôi. Dạ đúng ra khi mà em chọn thẩm mỹ á, thì là sau cái cuộc tình biến cố mà em đã kể như là đầu tiên á, thì
em nghĩ là em sẽ làm đẹp bản thân mình hơn, yêu bản thân mình hơn. Nên em nghĩ là cái việc thẩm mỹ nó rất là bình thường trong cái thời đại 4.0 hiện nay. Nhưng mà rất tiếc thì chúng ta cũng không thể nào trách những gia đình mà người ta còn lấn cấn cái điều đó, phải không ạ? Thì sẽ có những gia đình là thích những cái vẻ đẹp đơn thuần hơn, chứ không thích những cái vẻ đẹp được trang hoàng vào. Đó là mình tôn trọng lựa chọn của mỗi người thôi. Cũng may là gia đình nhà gái mình dừng cuộc chơi đúng với gia đình, nó không hợp về quan điểm, phải không ạ? Vậy cho Hiếu hỏi luôn nha, cả ba gia đình còn lại mình có lấn cấn gì về con dâu mình có làm thẩm mỹ chút xíu không ạ? Được không ạ? Được không ạ? Được à. Dạ mình ở lại ha. Được. Dạ cảm ơn ba gia đình. Vậy thì thưa quý vị, như vậy là một gia đình đã dừng cuộc chơi và rõ ràng là gia đình này hoàn toàn không trùng quan điểm với nhà gái, và tôi cho rằng đó là một lựa chọn chính xác của nhà gái. Hãy cùng ba gia đình còn lại đến với vòng tiếp theo của chương trình mang tên Trái tim chân thành. Ở vòng 2 này, ba chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có một phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có một phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Tiếp sức cho con trai của mình bằng 60 giây thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Sau vòng này, gia đình nữ chính tiếp tục loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, chào đón quý vị đến với vòng 2 của chương trình Thông gia song đấu mang tên Trái tim chân thành. Ở vòng này thì nhà gái không cần phải đoán già đoán non về ngoại hình của các chàng trai nữa, mà lần lượt từng cậu con trai sẽ xuất hiện tại đây sẽ mang tới lời ăn, tiếng nói cũng như diện mạo để cho nhà gái cùng được thấy. Quan trọng là mỗi chàng trai sẽ có hai thử thách: 1 phút để nói lời chân thành, 30 giây để thể hiện một cử chỉ chân thành dành cho em Hải Yến đây, để em dễ dàng tìm xem cái cảm xúc của mình gửi ở nơi nào. Và quan trọng hơn nữa là sau khi các chàng trai thực hiện xong thì gia đình nhà trai sẽ có thêm 1 phút để thuyết phục gia đình nhà gái dành tình cảm cho con trai của mình nha. Đây là vòng mang tính chất quyết định, tại vì sau vòng này sẽ lại có một gia đình nữa dừng cuộc chơi. Cho nên chúc cho các gia đình nhà trai hết sức bình tĩnh và quyết chiến quyết thắng trong vòng này, được không ạ? Và cổ vũ cho nhà trai ạ. Thưa quý vị, giờ đây hãy cùng hồi hộp chờ đợi xem con trai của mẹ Hồng Lâm, Khải Nguyên có diện mạo như thế nào. Cùng chào đón Khải Nguyên. Rồi, chào Nguyên. Dạ, em chào anh. Cao 1m9 đó hả? Dạ. Rồi, bây giờ giới thiệu lại một lần nữa cho tự tin hơn nha. Về công việc của mình, về sở thích của mình hay là về điều gì đó mà mẹ giới thiệu còn thiếu á, em bổ sung thêm ha. Mời em. Dạ, con xin chào cô và chào em. Chào anh MC ạ. Dạ, em tên là Hoàng Khánh Nguyên ạ và em sinh năm 2000 ạ. Hiện tại là đang làm giáo viên ạ, và ngoài làm giáo viên thì em còn làm vận động viên và làm người mẫu tự do và có đi đóng phim nữa. Ôi trời ơi, giỏi quá vậy. Vận động viên, huấn luyện viên luôn hả? Dạ, dạ hiện tại là em đang làm vận động viên ạ. Vận động viên điền kinh? Dạ đúng ạ, vận động viên điền kinh ạ. Và của thành phố hay là của quận? Dạ của quận ạ. Của quận hả? Dạ đúng ạ. Rồi bây giờ nè, quan trọng là mình phải chinh phục cô gái này trong hai thử thách, em sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. Rồi qua bên kia mời Hải Yến qua đây giùm mình Hiếu. Trời ơi. Một phút nói lời chân thành, bắt đầu. Chào em, từ lúc mà em xuất hiện là anh đã thấy em rất là quen rồi, liệu em có nhớ anh không? Hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Là anh có gặp em ở một show diễn thời trang ở bên Thủ Đức, ở trường học. Khác là em cũng không nhớ anh đâu, tại lúc đó là anh cũng bình thường lắm. Nhưng mà em để lại cho anh ấn tượng rất là sâu sắc. Sâu sắc. Tại vì lúc đó thì anh cũng chỉ nghĩ rằng là mình chỉ vô tình mình gặp nhau thôi, chứ cũng không phải là cái gì cả. Vô tình ở đó có rất nhiều người con gái đẹp, nhưng mà anh lại để ý đến em. Rồi đến ngày hôm nay anh gặp được em thì anh cũng nghĩ là đó lại là một cái duyên. Và anh cũng mong gia đình và em cho anh có một cái duyên sâu và dài hơn nữa. Hết giờ. À, nghĩa là em và Yến đã từng gặp nhau trong một show diễn rồi. Dạ. Lúc đó có nói chuyện không? Dạ lúc đó thì em cũng cái kiểu em cũng bình thường nên là em cũng ngại đi bắt chuyện ạ. Bây giờ bớt nhát gái chưa? Dạ bây giờ em bớt rồi nên em mới lây đầy ạ. Rồi
Hy vọng cái duyên này sẽ làm cho hai em có thêm cơ hội để tìm hiểu nhau. Vậy thì bây giờ 30 giây tiếp theo là hành động chứ không nói. Chọn một hành động gì đó gửi tới Hải Yến nha. 30 giây bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yeah. Ủa sao phải lựa tay trái vậy? Sao phải lựa tay trái không vậy? Dạ, tại em nghĩ là tay trái là đến trái tim nhanh nhất ạ. Hay quá. Rồi, xong chưa? Dạ, xong anh. Thì buông tay ra. Ừ. Rồi. Ok, quay ra phía trước nào hai em. Rồi, mẹ Lâm ơi, con trai của mẹ hoàn thành khá tốt hai thử thách. Bây giờ mẹ có thêm một phút thuyết phục nhà gái. Mời mẹ bắt đầu. Xin chào họ nhà gái ạ. Xin chào mẹ của con gái ạ. Xin nói với mẹ là con trai của em là hiện tại là làm giáo viên. Là cái nghề đó là coi như là con trai đã bỏ công sức ra học 4 năm rồi. Thành ra cái nghề đó là vĩnh viễn mãi mãi là sẽ làm giáo viên. Còn về cái thể dục thể thao, về vận động viên thể dục điền kinh thì đó là môn thể dục thể thao để bảo vệ sức khỏe. Mai mốt mà khi có gia đình, có tình yêu rồi thì sẽ giảm bớt lại để lo lắng cho gia đình và cho vợ con. Rõ ràng thưa quý vị, đây là một chàng trai không chỉ giỏi toán mà còn biết tính của cô gái này nữa. Cho nên là cũng khá là dịu dàng ha, khá là phù hợp. Vậy thì hy vọng là chúc em may mắn có mặt ở vòng trong thôi, chứ không biết nói gì hơn nha. Cảm ơn Khải Nguyên, em vào trong chờ kết quả nhé. Thưa quý vị, tạm chia tay với Khải Nguyên, con trai của mẹ Lâm, chúng ta cùng đến với mẹ Năm để xem con trai của mẹ Năm, Minh Cường, là một chàng trai thế nào. Cùng gặp gỡ Minh Cường. Chào em sẽ có thời gian giới thiệu lại mình một lần nữa ha, để cho nhà gái nắm rõ thông tin dễ đối chiếu hơn. Mời em. Dạ, em chào anh Hiếu, chào gia đình nhà gái. Em tên là Minh Cường, hiện tại em đang là người mẫu diễn viên và em đang kinh doanh mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt là em cũng đang kinh doanh với hoa kiển mai với gia đình tại An Giang. Hay quá. Nghĩa là mình đang kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh rồi phải không? Dạ đúng. Còn mai kiển này nó là công việc của gia đình mình dạ. Phụ gia đình phải không? Dạ đúng ạ. Dễ thương dạ. Quá. Rồi. Đó giờ có nhiều người yêu chưa? Em thì nói gì người yêu thì em cũng trải qua 3 mối tình. 3 mối tình rồi phải không? Dạ. Là có kinh nghiệm rồi phải không? Dạ đúng. Anh hỏi như vậy để biết nếu mà có kinh nghiệm rồi á thì lần này đem những kinh nghiệm đó ra để chinh phục nha. Sẵn dạ. Sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Rồi, mời Hải Yến qua đây giờ mình Hiếu nha. Bây giờ nha, một phút để nói lời chân thành ha. Dạ. Một phút bắt đầu. Anh chào em, một người con gái mà anh đang tìm tại chương trình này. Anh có câu hỏi này cho em là em có thích con trai miền Tây không? Ừ, dạ, em có. Tại sao em thích con trai miền Tây? Ừ, tại em thấy con trai miền Tây dễ thương, thịt thà. Anh cảm ơn em. Đối với anh á, thì anh là một người á, là ít nói, anh chỉ là hành động thôi. Nhưng mà anh tin rằng những gì anh thể hiện đây với em, anh là một người con trai mà em đang cần ở chương trình này. Biết quan tâm, lo lắng, chia sẻ bất cứ một công việc trong cuộc sống cũng như là trong tương lai sắp tới. Và anh hy vọng rằng em có thể cho anh một cơ hội. Sau chương trình anh sẽ dùng những hành động đó, thực hiện hành động đó đi với em là hết cuộc đời. Hết giờ. Tiếp theo là 30 giây. 30 giây dùng một cử chỉ nào đó gửi tới cho Hải Yến. 30 giây bắt đầu. Cho anh mượn bàn tay. Hãy nhìn thẳng vào anh và anh suy nghĩ. Yeah.
Dạ. Rồi, chúc mừng em vượt qua hai thử thách. Mẹ Năm ơi, mẹ có thêm một phút thuyết phục nhà gái nha. Mời mẹ Năm ạ. À. Thưa nhà gái, thưa mẹ Hải Yến, mẹ bác, con trai của Vinh Cường của em là rất là chân thành, tình cảm. Mà cháu lại đang kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp, nên là nếu mà Hải Yến là bên bất động sản mà bên Minh Cường vào cái ấy này nữa, là hai người kết hợp là thấy là rất là tốt cháu ạ. Sẽ nhiều người hâm mộ nữa đấy. Nên là em muốn nhờ gái chấp nhận cháu. Không biết nhà gái chấp nhận chưa mà thấy hai đứa nắm tay quá. Để vậy luôn á hả? Thật sự. Thôi thì chúc mừng em đã có những cái thiện cảm ban đầu ha. Chúc cho em may mắn có mặt ở vòng trong nha. Em dạ, vào trong rồi chàng trai ạ. À. Thưa quý vị, hai cậu con trai của hai gia đình xuất hiện rồi. Còn con trai duy nhất của ba Luận chưa xuất hiện. Hãy cùng chào đón Đinh Phúc. Chào em. Chào anh. Trời, đứng cho anh ngắm cái bộ đồ á coi. Đồ độc quá ta. Dạ. Ấn tượng quá trời quá đất. Rồi giới thiệu lại một lần nữa để cho mọi người đều biết về em nào. Xin chào Hải Yến, xin chào gia đình cô. Dạ, con tên là Võ Đình Phúc. Hôm nay con 30 tuổi. Công việc của con là ca sĩ tự do. Và hiện tại thì con đang có kinh doanh một cái quán ăn nem nướng Nha Trang ở Tân Bình. Dạ. Như hôm bữa nãy ba con có giới thiệu là báo Tuổi Trẻ vinh danh con là một trong những nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng. Vì con thường hay hoạt động nghệ thuật, tham gia các chương trình thiện nguyện những trẻ em vùng sâu vùng xa. Hay quá. Dạ. Rồi qua mời Hải Yến qua đây dùm cho anh Hiếu. Một phút bắt đầu. Anh rất thích một câu nói của một cổ nhân là: vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không ai là ngẫu nhiên. Và ngày hôm nay anh rất có duyên được gặp em lần đầu tiên. Và anh cảm thấy mình rất là rung động. Và rất là mong là sẽ được đi cùng với em. Thật sự là trong quá khứ của anh lao động, học tập, trau dồi và kinh doanh rất là nhiều. Chỉ mong rằng là đó sẽ là một trong những hành trang trong tương lai của mình. Và đến một cái thời điểm cũng khá là chín mùi rồi. Và anh rất là muốn có một cái gia đình nhỏ cho riêng mình. Và cũng thật may mắn thì trong một cái thời không gian rất là tuyệt vời ngày hôm nay, anh gặp được em. Và em sẽ là một trong những điều tốt đẹp nhất của anh trong tương lai. Và rất là mong em sẽ cùng anh đi đến những ngày hạnh phúc sau này. Yeah. Rồi, 30 giây tiếp theo hành động chứ không nói nha. Một cử chỉ dễ thương, 30 giây bắt đầu. Ba ơi, con trai của ba đã xong thử thách rồi. Bây giờ còn một phút để ba tranh thủ thuyết phục nhà gái nha. Mời ba bắt đầu ạ. Thật ra mà nói thì là nó đã đầy đủ. Nó tích lũy bao nhiêu năm nay, nó làm ăn và nó rất là chín chắn. Đây là thời điểm mà nó gặp Hải Yến thì nó sẽ thuyết phục cô ấy. Chắc chắn là nó sẽ làm được. Họ nhà gái mình yên tâm. Một lần nữa cảm ơn ba, vỗ tay ạ, chúc mừng hai cha con ạ. Rồi, cảm ơn em nha, chúc em may mắn có mặt ở vòng trong nha. Giờ là mình đã được tiếp xúc với ba chàng trai rồi phải không? Dạ. Có chàng trai nào mang lại cho em cảm xúc hay không? Dạ có nha. Yeah. Vậy là ổn rồi. Quan trọng là mình có cảm xúc ha. Vậy thì bây giờ để xem là gia đình của em sẽ dừng cuộc chơi ngay chàng trai nào tiếp theo. Dạ, bây giờ thời gian hồi ý dành cho nhà gái bắt đầu. Dạ,
Thời gian hội ý đã hết. Xin mời mẹ nhà gái tiếp tục đưa ra quyết định. Đâu là gia đình phải dừng cuộc chơi trong số 3 gia đình còn lại? Mẹ Lâm, mẹ Năm và ba Luận. Mời mẹ. Gia đình tôi quyết định dừng cuộc chơi với gia đình. Mời nhà gái hãy cho biết gia đình nào phải dừng cuộc chơi ngay bây giờ. Gia đình tôi quyết định dừng cuộc chơi với gia đình số 1. Dừng cuộc chơi với gia đình số 1. Còn lý do là như thế nào thì gia đình tôi sẽ có bác gái đại diện sẽ nêu lý do. Dạ, xin mời lý do từ bác ạ. Đầu tiên là xin chúc mừng chị đã có một đứa con trai rất tuyệt vời. Nhưng với cái cảm xúc của gia đình bên tôi thì thấy bé không... Với tôi cái cảm thấy bé chưa trưởng thành, không đủ cái mạnh mẽ để cho là bờ vai cho cháu tôi nó dựa vào. Thế nên là gia đình xin dừng cuộc chơi với gia đình số 1. Mẹ Lâm thấy như thế nào về quyết định này ạ? Về đàn ông thì ai cũng mạnh mẽ thôi, về mỗi người mạnh mẽ về kiểu khác. Ví dụ mạnh mẽ về gia đình, chăm sóc chồng cùng vợ con này kia kia nọ, rồi đùm bọc thương yêu vợ con thì cũng là điểm mạnh mẽ đó. Còn về mạnh mẽ về cuộc sống thì tôi nghĩ là con trai tôi cũng đủ sức để bảo vệ cuộc sống cho gia đình của vợ của con. Nếu mà có một gia đình hạnh phúc thì cũng đủ sức mạnh để bảo vệ cái hạnh phúc cho vợ cho con. Dạ đúng rồi chị, nhưng mà với cái đã đến đây để có sự lựa chọn thì trong bốn gia đình thì cũng sẽ có một chàng trai như thế này, chàng trai như thế khác. Nhưng mà với cái quyết định và cuối cùng của gia đình vẫn là dừng cuộc chơi. Mời con trai của mẹ Lâm quay trở lại sân khấu ạ. Tiếc quá. Em nghĩ sao về quyết định dừng cuộc chơi của nhà gái dành cho mình? Nói mình không có được mạnh mẽ. Dạ, con nghe bên nhà gái con nói là con không có mạnh mẽ là do là con cũng là một giáo viên, con cũng là một nhà giáo. Vậy nên là con cũng phải có một phong thái đĩnh đạc của một nhà giáo. Không phải là cứ phải là bợm trợn hay là cứ phải tỏ ra bên ngoài là mình mạnh mẽ hay là phải như thế nào thì mình mới là mạnh mẽ. Mà đôi khi mạnh mẽ là ở bên ý chí của mình có phấn đấu hay không, hay là mạnh mẽ hay là mình có biết là bảo vệ, quan tâm, bảo vệ người con gái đó hay không ạ? Đàn ông không phải là kêu là phải đùng đùng, phải thô thiển mới gọi là mạnh mẽ. Ở đây ý nói rằng mềm quá, nữ tính quá là không hợp. Có đồng ý là như mẹ của em thì con nói là tính đàn ông thì đi làm về mệt thì nhiều khi nóng bức bực bội lên. Thì có con trai của tôi đây thì đương nhiên là cái tính con trai thì nhìn bề ngoài thì nó cũng hiền dịu thật, nhưng mà là nó về nó biết xoa dịu những cái cơn nóng bức của em xuống để cho gia đình hòa hợp, điều hòa với lại không khí điều hòa, thì lúc đó cuộc sống gia đình thì nó sẽ bền lâu, hạnh phúc hơn. Rõ ràng là quý vị khán giả khi mà theo dõi chương trình chắc là quý vị đâu đó cũng có người nói là bạn này dịu dàng quá, thậm chí bạn này nữ tính quá, có chứ phải không có đâu. Nhưng mà Hiếu nghĩ rằng là quý vị hãy thay đổi cái quan điểm rằng là một chàng trai nào cư xử lịch thiệp, từ tốn, điềm đạm thì mình cho rằng bạn đó nữ tính. Thì không phải. Cái cá tính của những người đàn ông mạnh mẽ hay không nằm ở ý chí và bản lĩnh, chỉ là ở đây không hợp với gu nhau thôi. Vậy thì cảm ơn em đã đến với chương trình và hy vọng rằng là nhà gái người ta nói vậy rồi thì mình cứ vẫn giữ cái thái độ và cách sống của mình, chắc chắn là sẽ có một phiên bản nào đó phù hợp với mình thôi. Rồi, thôi mời mẹ đi chào khán giả nha. Theo những ý kiến của ai tới mà thấy con gái người ta là cứ ôm chồng ấy là không. Dạ. Rất là hoan nghênh mẹ với quan điểm dạy con mình như vậy. Mình cứ giữ vững bản sắc của mình đi. Mình không hợp với người này không hẳn là người khác không thích mình. Mình phải có cái cá tính riêng và cái màu sắc riêng của mình, đúng không? Dạ, cảm ơn mẹ và em đã đến với chương trình. Dạ. Thưa
quý vị, như vậy là thêm một gia đình nữa phải dừng cuộc chơi rồi. Không sao cả, chắc là nhà gái cũng lại rất hài lòng với lựa chọn của mình. Vậy thì còn hai gia đình còn lại, ngay bây giờ hãy đến ngay với vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu, thưa quý vị. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai món bảo bối đắt giá nhất để chinh phục gia đình Thông Gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình nữ chính sẽ chọn ra một chàng trai phù hợp và đạt tiêu chuẩn trở thành con rể của mình. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn lên tiếng và nêu cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Cảm ơn quý vị vẫn đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Xin được thông báo đây là vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, ở vòng quyết định này thì hai nhà trai sẽ mang đến hai món bảo bối để chinh phục nhà gái. Đây chẳng những là hiện vật mà còn là tâm tư, tình cảm và một thông điệp cao đẹp mà nhà trai muốn thuyết phục nhà gái để giành thiện cảm cho mình. Sau khi trình bảo bối xong thì hai nhà trai sẽ cùng làm một nhiệm vụ quan trọng để phân thắng bại. Đó chính là đưa ra những quan điểm và lập luận để thuyết phục nhà gái trả lời cho câu hỏi vì sao không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương để kết hợp với em Hải Yến đây. Ngay bây giờ hãy cùng xem hai món bảo bối mà nhà trai mang đến là gì, chúng ta cùng khám phá quý vị nha. Dạ. Dạ thưa mẹ, mẹ Năm ơi, theo quy định của chương trình này Phương Hiếu được phép khám phá để giới thiệu cho nhà gái cùng đoán, mẹ cho phép nha. Cứng ạ. À. Cứng mà nhìn cảm quan bên ngoài nó hơi cao phải không ạ? Cứng mà nó hơi cao. Mà nó, dạ, hơi mà to, nó cũng hơi bự. Mà hơi to nữa. Đó là gì bác? Theo bác nghĩ đó là một cái biểu tượng hình ảnh. Biểu tượng đó. Mẹ. Chắc vậy á, biểu tượng gì của gia đình á? Em. Em nghĩ là cây gì đó. Cây gì đó. Quý vị cùng xem nha. Một chậu mai ạ, à. Dạ, một chậu mai thật trân. Dạ, mẹ ơi, mẹ mang chậu mai đến để trình cho nhà gái có thông điệp gì thưa mẹ? Thưa nhà gái, tôi mang chậu mai đây là có thông điệp là gia đình tôi kinh doanh mai bát Tết, là mỗi một là tất cả từ bây giờ chúng tôi xây dựng được một cái cơ sở trên này ở dưới đó nữa là chúng tôi cũng nhờ từ cây mai ạ. À. Cây mai chẳng những là một cái cây cảnh mà trưng trong dịp Tết, nó còn mang lại cái sự may mắn. Dạ. Để cho thấy là gia đình nhà trai muốn đem đến đây là cái nền tảng của gia đình, để cho nhà gái thấy được rằng là một cái sự cam kết rất mạnh mẽ. Một lần nữa cảm ơn mẹ, cho phép cô di chuyển qua bên ba luận. Dạ. Dạ ba luận ơi, Hiếu khám phá bảo bối nhà ba nha. Dạ thưa nhà gái, mình nhìn cảm quan bên ngoài thì bên đây cũng vẫn nhô ạ. Ý. Cứng ngắc à. Chỉ lên trời, cứng ngắc. À. Nó bè ra nè 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 nè. Đó. À, cái hình thù nó không phải là một hình thẳng xuống đâu. Đoán là gì ạ? Theo bác nghĩ đó là một cái phần thưởng gì đó, vinh danh của trái tim vàng. Có thể là một cái cúp đúng không? Cúp. Dạ, yeah. Cái cúp ha. Một cái kỷ niệm chương. Một cái kỷ niệm chương. Em đoán là gì? Dạ, yeah, em cũng nghĩ vậy á. Chắc là cái cúp hay là cái kỷ niệm chương gì đó của anh. Mở nha. Dễ thương quá. À, nghệ sĩ vì cộng đồng nè. Phải không? Dạ, mời ba trình món bảo bối cho nhà gái ạ. À. Thưa họ nhà gái, con trai tôi là nó có một cái cúp sau 7 năm hoạt động nghệ thuật. Và cái này là trái tim nhân ái nha, đàn gái nha. À, đây là nhân ái nhiều lắm mới được cái cúp như vậy đấy. À, thực sự là rất hiệu quả. Mà sau này khi mà nó có trái tim nhân ái thế này thì... việc mà nó đảm bảo cho cô dâu là tuyệt vời. Dạ thưa nhà gái, với con trai của ba luận, ba muốn mang đến món bảo bối này để cho thấy rằng là một chàng trai mà có trái tim rộng mở như vậy thì chắc chắn sẽ bao dung,
và thậm chí là có thể giúp cho cuộc sống hôn nhân gia đình sau này cũng êm ấm và đông đầy hạnh phúc và tình cảm nữa. Thưa quý vị, hai gia đình nhà trai đều mang đến hai món bảo bối, một bên là nền tảng của gia đình, một bên đó chính là trái tim từ bên trong, đó chính là tâm tư, tình cảm cũng là tinh thần. Rõ ràng là mỗi bên đều có ý tốt để trình cho nhà gái, để thuyết phục nhà gái rằng là trao con gái về nhà của nhà trai sẽ yên tâm và vững vàng về sau này. Vậy thì thưa quý vị, liệu rằng ai mới chiếm được cảm tình từ phía nhà gái? Quý vị đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại để đến với màn tranh luận cuối cùng. Thưa quý vị, chúng tôi đã quay trở lại và đây là màn tranh luận cuối cùng. Hai nhà trai thân mến, ở phần này là phần quyết định của chương trình, để xem ai là người giành chiến thắng. Hãy trả lời cho chương trình cùng một câu hỏi: vì sao nhà gái không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương để kết đôi với em Hải Yến đây? Thời gian dành cho hai gia đình bắt đầu. Thưa gia đình nhà gái, theo tôi thì nên họ nhà gái này là mẹ nhà gái với bác cháu gái là nên chọn con trai bác, bởi vì con trai bác hơn hẳn con trai bên bác này. Cái thứ nhất là ngoại hình, chiều cao ấy, là cháu bên này là không bằng con trai bác, vì cháu đi cái đôi giày độn kìa, là không bằng con trai bác. Thưa chị, thế này, chiều cao cũng không nói lên được tất cả. Con tôi đó là nếu mà nó thua chiều cao thì nó lại hơn cái khác chị. Hơn điểm nào anh nói đi ạ? Trái tim nhân ái, trái tim nhân ái của nó là có, là biết bao nhiêu người là ngưỡng mộ đó. Và kinh tế chị biết không, một tháng là nó sòn sòn là 200 triệu có rồi thu nhập. Thực sự mà nói nhà chị thì có cái biểu tượng cây mai mà tôi thấy là hình như nó cũng chưa chắc ăn lắm. Tại vì nó hàng năm á, là mới thu hoạch chừng một vụ. Mà thời tiết mà không thuận lợi thì cũng không có ngon nha. Hàng năm là chúng tôi thu nhập cứ gần cả tỷ. Còn ngoài ra nhá, trên thành phố Hồ Chí Minh này chúng tôi có một cơ sở bán thực phẩm chức năng này, rồi mỹ phẩm nữa. Nghĩa là con trai tôi làm rất là nhiều kinh doanh, nhiều đa ngành nghề luôn. Nhưng không phải như con trai anh là thu nhập có một chỗ nem nướng đâu. Mà nếu mà theo kinh doanh ấy thì người ta phải bỏ trứng và nhiều giỏ. Chị ơi, nếu mà sơ sơ ở nhà tôi tính cho chị nghe, nếu mà cái nem nướng của cháu không sơ sơ thôi á, là mỗi tháng là khoảng 200, thì mỗi năm là 2.4 tỷ. Chị thấy không, 2.4 tỷ đó. Rồi cái chuyện mà nó đi ca, nó hát, đi diễn, rồi nó đi được người ta công nhận nha chị. Rồi chưa kể là nếu mà bây giờ mà tôi nói thật chị, nếu mà dịch bệnh đi, mai làm sao mà chị buôn bán gì được. Nói thật sự là ai người ta suốt ngày người ta ăn nem nướng của ai nhỉ? Mà bây giờ kinh tế bây giờ nó như thế này là người ta ăn nhà hàng cũng rất là ít. Tôi nói với anh là như vậy. Chị ơi, cái nem nướng này đặc sản. Hạn chế ăn uống. Người ta chỉ ăn 1-2 lần thôi chứ không ai, người ta ăn 7 ngày chẳng hạn, người ta ăn cả ngày người ta đi à? Tại lỡ rồi tôi nói luôn, tự ở Tân Bình một cái mà nó sắp mở ngay quận 5 một cái nữa. Tôi nói thật với anh như anh mỗi sắp thôi chứ còn thực không, ra không, mai không. Thì khoa kỳ đóng cửa đấy, bây giờ mặt bằng người ta trả hết. Nói thật với anh chứ. Chị nói vì hơi bị sai á, bây giờ đồng ý là kinh tế nó hơi khó, nhưng mà thực ra ăn uống là nhu cầu ai cũng phải dùng, chứ không phải là mai để chân chơi thôi. Dạ, ba với mẹ nãy giờ đã bảo vệ con của mình rồi. Bây giờ hai em nhập cuộc nha. Hai em hãy phản biện nhau để thuyết phục nhà gái vì sao không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương. Theo hồi nãy thì bạn bên cạnh có nói là em mang giày độn và chiều cao hơi khiêm tốn. Thì thật sự thì em nghĩ là nếu mà tính về chiều cao thì phải tính từ trên đầu trở lên, chứ không ai đi tính từ trên này trở xuống cả. Thì đó cũng là chiều cao về trình độ. Thì em nghĩ là em rất là cao về trình độ ạ. Bạn nói về trình độ thì chưa chắc là bạn cao hơn mình, bạn đã tốt nghiệp cao đẳng. Còn mình đây là mình tốt nghiệp đại học, trường Đại học Cần Thơ. Còn nói về mà về những hoạt động xã hội hay là những giải thưởng cống hiến trong nghệ thuật, hoặc là những thành tựu trong kinh doanh, trong xã hội, cuộc sống, là những gì để cho nhà gái cảm nhận cho mình, những hành động mà mình phải trao được cho bạn gái đó là chỉ là tương lai sau chương trình này. Cho nên về mặt trình độ, về ngoại hình và kinh tế thì con chắc chắn nhà gái rằng là con sẽ cao hơn là
nhà bên đây? Dạ thật sự là trình độ thì sẽ không bằng thái độ. Mình thấy cái thái độ và cái phong thái của bạn bước ra là bạn không có chỉnh chu, bạn cứ học tay vào túi quần thể hiện của sự cao ngạo. Còn thật sự về cái cúp của mình, thật sự đó là một cái sự cống hiến và hoạt động tới 7-8 năm. Sự rèn luyện, học hỏi, trau dồi nó mới có được những thành tựu đó, chứ không phải là ở trên trời rơi xuống. Nên đó không phải là một sự khoe khoang mà là một sự tự hào. Nhưng mà ở đây là bạn nói là mình bước ra sân khấu thì kiêu ngạo hay gì đó, cái đó là để mình có thấy cái thái độ bạn thập tay vô túi quần và cái đó là mình là lịch sự thôi. Ví dụ đi bước ra là mình lịch sự, mình chào chuyện bình thường, đúng không? Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là hai gia đình đã có những quan điểm để bảo vệ cậu con trai của mình, cũng như hai chàng trai cũng có hai góc nhìn khác nhau. Vậy thì ngay lúc này chúng ta xin nhường lời lại cho nhà gái để nhà gái đưa ra quyết định. Chắc chắn nhà gái cũng cần thời gian hội ý để đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian hội ý bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Trước khi mẹ Hằng đưa ra quyết định, cho phép Hiếu hỏi Tú trước nha. Tú ơi, nếu em là người được chọn, em sẽ chọn chàng trai nào? Dạ. Để kết đôi với chị của em. Dạ, nếu như mà em được chọn thì em sẽ chọn anh Đình Phúc để làm anh rể của em. Vì sao? Tại vì em thấy trong cái lúc mà anh diễn đạt cái câu từ của mình á, những cái từ ngữ của anh nó rất là lịch sự, kiểu là nó sẽ không có bị rằng là đánh vào người khác nhiều quá. Và cái phong thái của anh thì rất là nhã nhặn, rất là tử tế. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Thưa bác, còn bác chọn ai ạ? Để mà chọn á, bác được chọn á, thì bác sẽ chọn con trai của mẹ. Minh Cường. Minh Cường, bởi vì là bác cảm nhận được Minh Cường á, khi cái chiến thuật làm ăn hay là cái bảo bối của gia đình á, là nó xuất phát từ cái mà đổ mồ hôi sức lao động của mình ra. Và cái chiến thuật làm ăn của gia đình á, thì tôi rất là tuyệt đối, tôi rất là rất thích cái cách làm ăn là trứng ta sẽ bỏ vào nhiều giỏ chứ không bỏ vào một giỏ. Thế nên là nếu được chọn, bác sẽ chọn Minh Cường. Tỷ số là 1-1. Vậy thì bây giờ mời mẹ Hằng đứng dậy đưa ra quyết định cuối cùng. Chàng trai mà tôi chọn để kết đôi với con gái của tôi là... Mời mẹ đưa ra quyết định. Đó là Đình Phúc. Là Đình Phúc. Yeah! Yeah. Dạ thưa mẹ, lý do vì sao chọn Đình Phúc thưa mẹ? Ở Đình Phúc tôi nhận thấy rằng là cậu ấy rất là điềm đạm, rất là lễ phép. Và cậu ấy có một cái tấm lòng. Thật sự là cậu ấy muốn là tôi hiểu, cậu ấy muốn giới thiệu đến cộng đồng về cái giá trị tốt đẹp, để cho nhiều người nếu như cùng có một cái sự đồng cảm, một cái thông điệp gì đó cùng với cậu ấy lan tỏa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Cảm ơn mẹ Hằng, mẹ ngồi xuống được rồi. Dạ. Bác ơi, mẹ lựa không có giống bác, bác thấy làm sao? Cái cảm xúc của bác là lo cho cháu. Bác hơi thiên về cái công việc làm ăn, nó có chắc không? Cái nền kinh tế nếu như mà với cái suy nghĩ của cái bạn kia, vô hình chung bác thấy nó chắc hơn. Nhưng mà bác cũng cảm nhận được cái trái tim ấm áp của Đình Phúc. Thế nên là bác cũng mong rằng con sẽ có hạnh phúc và con sẽ được an toàn bên người con cháu. Dạ. Tú khoái ra mặt ha.
Quá là đúng ý em luôn, vì em với em là một. Tại vì rõ ràng thật sự luôn, giữa bốn chàng trai khi đến chương trình này em thấy ai cũng có tài năng hết. Phụ huynh ở đây ai cũng phô ra cái tài năng, những cái thành tích của con mình hết. Nhưng mà giữa cái sự trình bày giữa bốn phụ huynh đây cũng như là bốn anh đây, thì em thấy anh Đình Phúc đây có được cái sự rất là chân thật. Và em nghĩ là chị gái của em là cần cái sự chân thật là nhiều hơn. Quay trở lại với Phúc, em là người được mẹ nhà gái chọn, em cảm thấy thế nào? Thật sự là con cảm ơn gia đình nhà gái, cảm ơn Hải Yến đã gia đình đã lựa chọn con. Thật sự là con rất là hạnh phúc và rất là vui. Không có gì hơn, thì con cảm ơn gia đình rất là nhiều. Rồi, giờ tới em đây. Đây là lựa chọn của mẹ em. Vậy thì bây giờ em hãy đưa ra quyết định của mình. Sau tiếng đếm 1, 2, 3 của chương trình, nếu như em cũng có cảm tình với chàng trai này, di chuyển lên đó nắm tay bạn ấy, màn kết đôi ngày hôm nay thành công. Còn nếu như em không nghĩ giống mẹ, mà em có tình cảm khác với các chàng trai khác, thì cứ cho chương trình được biết nha. Chúng ta cùng đếm nha. 1, 2, 3. Chúc mừng. Tuyệt vời. Rồi nào, cho anh biết coi sao mà đồng ý luôn vậy? Em gặp anh thì em cảm thấy là cái người đàn ông này nói chuyện một cách chân thành nha. Và anh rất là lịch sự. Và em nghĩ là với cái độ tuổi của anh và công việc của anh nữa thì rất là phù hợp với em. Phúc ơi, cho anh hỏi em một câu nha. Em có hứa sẽ cố gắng chiều chuộng con gái người ta, chịu được cái tính hơi bướng của con gái người ta hay không? Dạ, chỉ còn em yêu anh thôi, mọi thứ để anh lo. Vậy thì còn nói gì nữa, mời ba của Phúc quay trở lại sân khấu cũng như gia đình của mình lên để chào khán giả nha. Chúc mừng. Trời ơi. Dạ ba ơi, ba vui không? Vui. Mà mà mình nghĩ rằng là nhà gái chọn là quá đúng luôn. Quá đúng luôn phải không? Dạ. Dạ, một lần nữa thì chúc mừng cho hai em. Và rất mong là từ cái cơ duyên này, chẳng những là hai em đâu, mà hai gia đình mình cũng tìm hiểu nhau, mình cũng mở rộng mối quan hệ, để từ đó mình kinh doanh được nè. Mình cũng rủ nhau đi ăn nem nướng Khánh Hòa nè. Một lần nữa cảm ơn mẹ và ba và bác cũng như em đây đã đến đây vì mối lương duyên ngày hôm nay. Và chúc cho mọi người những điều tốt đẹp. Dạ. Và thưa quý vị, niềm vui ngày hôm nay, người mà chúng tôi muốn gửi lại nhất đó chính là quý vị khán giả vẫn còn đang ngồi trước màn nhỏ HTV7. Hãy đừng quên theo dõi chương trình Tham gia song đấu mùa 3 do Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Tuần sau chúng ta lại gặp nhau với những cảm xúc tuyệt vời. Còn bây giờ, xin nhận lời chào từ chúng tôi. Tôi, Phương Hiếu, đến từ Tham gia song đấu. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.